Chào mừng quý các bạn quay trở lại với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi đang tiến hành bàn giao máy cắt cá 23 lưỡi inox cho anh khách ở Hải Phòng bà con nhé. Thì nhà anh có trang trại nhưng ngoài trại đang mất điện nên đang mang máy vào nhà để thử. Còn ở đây là máy cắt cá, máy thái cá 23 lưỡi này. Cái motor này bạn chuẩn đây nữa. Chuẩn đấy. Máy cơ cắt cá nó có ép lâu ấy. Motor di động bảo hành 1 năm ấy. Trên là cái phần buồng cắt của máy ở đây. Bộ lồng bên ngoài máy là hoàn toàn bằng inox ở đây như này. Cái chân máy này không làm bằng nóc cho nó xong nó chân máy inox nó không chịu được đâu anh, cái buồng nó nặng. Buồng của nó bằng đây, nó chúng ta sẽ mở ra để vệ sinh rất là dễ dàng này. Mở ra hấp lên rồi, nhấc lên và con xem cái buồng máy bên trong này. Cắt cá này hay và inox là chuẩn nhất đây. 23 lưỡi và một bộ răng khế đây, hai bên thì nó sẽ có hai dao đây nữa. Đấy. Chắc lắm. Đấy, mở ra này quay bật lên mở. Đây. Khởi động lên cho nó như là máy mà. Quay đó. Rồi. Cái này nó ép xuống, cái răng khế nó ép xuống. Có nguyên lượng nó ép. Chân máy thì hoàn toàn bằng thép V ở đây. Đây motor dây đồng 2,2 đến 3 kg, dây điện 1 pha 220V. Ngoài ra những bà con cô bác chúng ta ở vùng sâu vùng xa hoặc là vùng ngoài sông hồ mà chúng ta không có điện thì có thể lựa chọn máy lắp động cơ xăng. Đấy thì cũng có thể là lắp được cả động cơ xăng và motor điện cho bà con. Đây cá sau khi cắt thì nó sẽ rơi ra đây. Thì bà con chỉ cần hướng cái chậu đằng trước này là chúng ta sẽ thu được cái thành phẩm. Motor này, điện 1 pha này, có dây cắm nó có áp tơ mắt đầy đủ ở đây. Đây mà con chỉ cần cắm điện, bật điện là nó chạy thôi. Máy thiết kế này rất là đơn giản. Có để đấy hay đơn giản bảo dưỡng, vệ sinh, sửa chữa. Chung là chắc chắn. Cái này để đây hay là mà. Để thế này hay là lên động bằng hai dây cu loa. Để cho vỏ xe dưới. Đấy, hai dây cu loa ở đây. Để thấp thế này cho đứng. Còn đây là những con ốc để bắt motor này. Chúng ta sử dụng lâu dài mà dây cu loa nó bị nhão, chúng ta chỉ cần ép những con ốc này xuống này. Thì dây cu loa nó sẽ căng, anh đảm bảo comfort hoạt động của máy. Thì hiện tại máy thái cá 23 lưỡi này cả motor thì sẽ có giá là 8.200.000 bao gồm cả cước vận chuyển về tận nhà cho bà con. Đấy, trường hợp bà con mua riêng khung máy thì sẽ có giá là 6.300.000 đầy đủ UI và dây cu loa. Cái máng của nó rất là sạch sẽ. Để ra vệ sinh. Một giờ nó mấy tạ cho anh? Mấy tạ kìa. Vâng. Nhanh quá. Bỏ vào đấy cuốn xuống nó cắt. Đấy bỏ vào kiểu các đều các. Thì bà con có nhu cầu mua máy cắt cá thái cá vui lòng liên hệ máy nông Cường Linh qua số điện thoại 0922 252666. Chúng tôi để bên góc màn hình. Số điện thoại 0922 252666 bà con nhé. Số điện thoại 36, số điện thoại duy nhất. Chân thành cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi video. Bấm nút cái kênh để xem các video, các sản phẩm mới nhất chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây, sau cuối video sẽ là những cái đoạn video chúng tôi cắt thử cá rô phi, cá mồi để bà con cùng xem cái hiệu quả hoạt động của máy. Mời quý vị và các bạn cùng xem. Cái này nó cũng cá. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành chạy máy cắt cá 23 lưỡi bà con nhé. Rồi bác bật máy đi bác. Đây, cắt cá 23 lưỡi. Bác cho cả chậu lên. Rất là đẹp. To đấy nhá. To năm lạng. Một
thử lấy thay còn đổ đổ lại một lần nữa cho nó nhỏ. Đấy, đổ lại lần hai vào con nhé. Lại lần 2. Đấy, bà con lần nhỏ hơn thì nó sẽ đổ lại lần 2, lần 3, lần 4. Đấy, nó càng đổ nhiều càng đi. Đây là lần 2. Ui, quá tuyệt vời rồi các em. Thôi. Đấy, phạt chủ nhà. Thôi. Thế là được. Quá tốt rồi. Ui giời ơi. Đều đẹp. Ừ. Này là cá chuối với này ấy tất cả là ăn là ba ba hay là này muốn cá chê ăn nào xay một lần nữa là xong rồi. Vâng, nó vất vả cho nên bà xã tôi bảo mua là ủng hộ đấy. Là có bà xã ủng hộ đấy bà con nhá. Đấy là máy thái cá 2-3 lưỡi inox. Thì bà con chúng ta có sẵn động cơ hoặc là có sẵn motor ở nhà thì có thể là như bác đây là chúng ta lựa chọn mua riêng khung máy không về đừng ta lắp. Đấy thì với giá là 6,3 triệu bao gồm cả cước phí vận chuyển về tận nhà cho bà con, đầy đủ bu ly này, dây cu loa để về chúng ta lắp đặt. Đấy, máy 2-3 lưỡi rất là nhanh. Thì chân thành cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi sẽ tiến hành nhỉ? Đúng rồi. Vâng, chú ấn vào là được. Máy thái cá 2-3 lưỡi inox. Năm thôi thì chỉ còn 15-20 giây là xong, thái ra rất là đẹp, đều đây. Tất cả mồi lát cách nhau khoảng 1 phân. 1 phân rất là đẹp. Còn mình muốn thái nhỏ hơn tí nữa thì mình có thể đổ lại lượt 2 chứ ạ. Rồi rồi rồi. Con này mà chú cứ thái 1 giờ nó làm khoảng tầm 500-600 cân một giờ. Cái khe này thì cái khe này